Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chiều ngày 9 tháng 1, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều trị một người bị thương liên quan đến vụ rơi máy bay quân sự trên địa bàn. Theo đó, người này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương ở vùng đầu. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định người đàn ông này bị chấn thương bệnh nhân vẫn tỉnh, đang được theo dõi tích cực. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cho biết, bệnh nhân tình trạng nặng, các vết thương trên đầu do vật cứng gây ra. Người này cho biết tự nhiên nghe cái rầm, sau đó được người xung quanh phát hiện bị thương, đưa tới bệnh viện. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 9 tháng 1, tại khu vực Sa Cát, khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn đã xảy ra vụ máy bay rời. Máy bay rơi là loại máy bay quân sự Su-22, số hiệu 90 của trung đoàn 929, sư đoàn 372, thuộc quân chủng Phòng không Không quân, do phi công Đỗ Tiến Đức, sinh năm 1988 điều khiển. Theo thông tin do phi công cung cấp, trước cùng ngày khi đang bay huấn luyện thì máy bay mất kiểm soát, phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ. Cơ quan quân sự đã cử người tổ chức tìm kiếm, thu nhặt các mảnh vỡ của chiếc máy bay để phục vụ công tác điều tra tai nạn. Theo quan sát, sau khi rơi xuống, chiếc máy bay bị vỡ thành rất nhiều mảnh lớn nhỏ, một số mảnh văng khá xa nơi rơi xuống. Trong số đó, một số mảnh vỡ lớn đã được cán bộ quốc phòng thu thập, vận chuyển ra ngoài. Khu vực rơi máy bay Su-22 nằm khá gần khu dân cư, trong lúc máy bay rơi, một số nhà dân gần nơi máy bay gặp nạn cũng bị va chạm gây hư hại nhẹ. Xung quanh nơi máy bay rơi, quân đội và công an chốt chặn, thiết lập vùng bảo vệ. Vùng chốt chặn phong tỏa được dựng lên tại đường bê tông dẫn vào khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, cách điểm rơi máy bay khoảng 200m. Hiện tại, phi công trên sức khỏe ổn định đã được đưa về trạm radar 41 đóng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc nghỉ ngơi. Trước ngày 9 tháng 1, ông Phan Minh Dũng, bí thư thị ủy Điện Bàn tỉnh Quảng Nam xác nhận một chiếc máy bay quân sự vừa rơi tại địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, người dân địa phương bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó họ phát hiện một chiếc máy bay quân sự bị rơi và gãy làm đôi. Một phi công trên máy bay đã nhảy dù trước khi máy bay rơi nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tại hiện trường, một số nhà dân bị ảnh hưởng hư hỏng phần mái. Rất may, thời điểm chiếc máy bay rơi không có người ở nhà nên không ai bị thương. Chiếc máy bay rơi cũng khiến một số hoa màu của người dân bị hư hại. Sóng xung kích của vụ nổ khiến nhà cửa rung lắc, nhiều đoạn tường bị nứt toác, cây cối bị xé toạc, thậm chí có căn nhà cấp 4 bị tốc mái. Sau hơn một giờ xảy ra vụ rơi máy bay, tại hiện trường, mùi xăng dầu nghi là nhiên liệu của máy bay còn bốc lên nồng nặc. Anh Lực, thôn Ninh Bình, xã Điện Thắng Bắc cho biết, khoảng 11 giờ 15 phút, anh đang nằm trong nhà thì nghe một tiếng nổ lớn, khiến mặt đất rung chuyển. Anh chạy ra thì thấy phần đầu máy bay bị cháy, cột khói bốc cao hàng chục mét. Anh Trần Đạt cho biết, lúc đó anh đang ở nhà thì nghe tiếng rít rất lớn, rồi một tiếng nổ cực lớn vang lên, ngọn lửa bao trùm cả khu vực. Thời điểm máy bay rơi, mẹ anh nằm phía sau nhà sát bờ tường, lực nổ máy bay ép tống làm vỡ bức tường khiến mẹ anh văng ra xa rất may không bị thương. Theo nhân chứng Nguyễn Thành Cấp tại hiện trường, máy bay rơi thành hai phần, phần đầu cách phần đuôi máy bay khoảng 100m, phần đầu nằm ở khu vực ruộng lúa sau nhà dân, cánh cũng rơi ở ruộng. Cánh mảnh vỡ khác rơi ở nhiều nơi. Theo ông Cấp khi tiếp cận phần đuôi máy bay thì thấy khói đen ngòm và nghi ngút. Ông Cấp cho biết một phần máy bay rơi trúng nhà ông Nguyễn Thanh Chính ở tổ 8 khối phố Bình Ninh. Phần nhà dưới của ông Chính bị sụp một nửa bên trái, mái ngói bị văng ra ngoài. Lúc này trong nhà có người nhưng may mắn không bị thương. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan quân sự, công an thị xã Điện Bàn và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Theo báo cáo nhanh từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, chiếc máy bay bị rơi là Su-22 số hiệu 5880. Chiếc máy bay gặp sự cố và rơi trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện. Máy bay vừa rơi thuộc biên chế Sư đoàn Không quân 372 đóng tại Đà Nẵng. Máy bay Su-22 đang được Sư đoàn Không quân 372 sử dụng là tên xuất khẩu của dòng máy bay Sukhoi Su-17 phát triển từ thời Liên Xô. Loại máy bay này được sản xuất vào cuối thập niên 1980-1990. đến 1990. Tối ngày 8 tháng 1, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết tạm giữ hình sự Trần Đình Duy, 34 tuổi, chú tổ 8, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng ngày 8 tháng 1, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng do Thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên làm tổ trưởng, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14B. Quá trình làm nhiệm vụ, đến đoạn trước nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 8, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, tổ công tác phát hiện Trần Đình Duy chạy xe máy chở 15 cây sắt đi không đúng làn đường, nên thiếu tá Nguyễn Hữu tiến lên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Thấy hiệu lệnh, Duy cho xe máy giảm tốc độ, tuy nhiên khi thiếu tá lên đến kiểm tra thì lập tức Duy dô ga, lao xe về phía trước, xe máy của Duy tông và kéo lê thiếu tá lên trên mặt đường khoảng 4 mét. Sau đó Duy bỏ chạy về hướng cầu vượt Hòa Cầm, bị người dân phối hợp cùng công an quận Cầm Lệ tổ chức truy đuổi và bắt giữ. Theo thăm khám ban đầu, thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến lên bị chấn động não, gãy nền đốt gần ngón năm bàn tay phải, đa chấn thương phần mềm đang được điều trị tại bệnh viện, vụ việc được lực lượng công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tối ngày 7 tháng 1, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự và Công an xã Hiệp Phước, Công an huyện Nhà Bè đi tuần tra, kiểm soát cơ động, kết hợp kiểm soát tại một điểm theo kế hoạch. Lúc 20 giờ 20 phút, tại khu vực văn phòng ấp 1 số 725 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tổ công tác phát hiện anh NXT, 35 tuổi, quê Tây Ninh, chạy xe máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, yêu cầu xuất trình giấy tờ có liên quan. Kết quả đo cho thấy anh Tê vi phạm nồng độ cồn 0,925mg trên một lít khí thở. Anh không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và căn cước công dân. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi vi phạm, tạm giữ và niêm phong xe mô tô theo quy định. Anh Tê đã ký tên xác nhận vào các biên bản do lực lượng chức năng lập. Một tiếng sau, anh Tê cầm theo hai chai nhựa chứa xăng, vừa đi vừa đổ xăng lên người và đi thẳng vào văn phòng ấp 1, nơi tổ công tác đang làm việc, dùng bật lửa tự thiêu. Ngay lập tức, tổ công tác cùng người dân dập tắt đám cháy và đưa anh Tê đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nhà Bè. Vì vết thương quá nặng, sau đó anh Tê được chuyển lên bệnh viện Trợ Rẫy. Đến 8 giờ 55 phút ngày 8 tháng 1, anh Tê tử vong tại bệnh viện Trợ Rẫy. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Nhà Bè đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhà Bè, Công an xã Hiệp Phước khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ xác minh điều tra vụ việc qua làm việc với người yêu của anh T là chị TTBT, ngụ huyện nhà bè và một số người liên quan, bước đầu công an xác định anh T và chị BT quen biết nhau từ tháng 11 năm 2022. Sau thời gian sống chung như vợ chồng, hai người thường xảy ra mâu thuẫn, anh T hay ăn nhậu, ghen tuông và đánh đập chị BT. Trong một lần mâu thuẫn, anh T dùng kéo đâm và dùng điện thoại đánh vào đầu bạn gái. Do sợ hãi, từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến nay, chị BT chuyển về ở cùng gia đình nhưng không nói cho người yêu biết. Từ thời điểm này, anh Tê thường liên lạc và thông qua nhiều mối quan hệ đe dọa sẽ giết chị T và người nhà. Đến chiều ngày 7 tháng 1, trong khi đi tìm nơi ở mới của người yêu, anh T gặp một người bạn của chị này và tâm sự là hai người không còn sống chung. Bản thân buồn chán và có ý định giết chị BT. Tối cùng ngày, anh T liên tục gọi điện cho chị BT nhưng do bận công việc nên chị không nghe điện thoại. Trích xuất nội dung điện thoại của anh T, cơ quan công an ghi nhận có nhiều đoạn tin nhắn thoại trên Zalo và nhiều video clip anh T tự quay gửi cho bạn gái với nội dung sẽ tự tử tại văn phòng ấp 1, nơi tổ công tác đang làm việc. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, việc tổ công tác của công an huyện Nhà Bè kiểm tra nồng độ cồn đối với anh NXT được thực hiện theo kế hoạch. Quá trình kiểm tra, lập biên bản được thực hiện đúng theo quy trình quy định.